Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, rất vui được quay trở lại với các bạn ở phần audio chuyên mục Cùng Em Soạn Văn. Chị rất hy vọng với những bài soạn văn như thế này có thể giúp ích cho chúng mình trong quá trình tìm hiểu về các bài học trong sách giáo khoa. Trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài học số 3 Sự Sống Thiêng Liêng, Văn Bản Nghị Luận với văn bản Bức Thư của Thủ lĩnh Da Đỏ của Seattle. Không biết các bạn đã có thời gian đọc văn bản này chưa nhỉ? Bởi chị nghĩ việc đọc văn bản là một trong những khâu vô cùng quan trọng để có thể trả lời các câu hỏi được đưa ra trong sách giáo khoa. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi của văn bản nhé. Hướng dẫn trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên, xác định hệ thống luận điểm, lý lẽ, bằng chứng của văn bản. Hướng dẫn trả lời. Luận điểm đầu tiên, ký ức của người da đỏ gợi nhắc những điều thiêng liêng. Với hệ thống lý lẽ và bằng chứng như sau. Mảnh đất của người da đỏ vô cùng thiêng liêng là người mẹ của người da đỏ. Bông hoa là người chị, người em. Dòng nước là máu của tổ tiên người da đỏ. Những tiếng thì thầm của dòng nước chính là những tiếng nói của cha ông với thế hệ sau. Với nghệ thuật nhân hóa và so sánh, tác giả đã nhấn mạnh tình yêu thiên nhiên, sự gắn bó của người da đỏ với đất đai, môi trường. Luận điểm số 2. Người da trắng với người da đỏ có sự khác nhau trong cách đối xử với đất đai và thiên nhiên. Đối với người da trắng, đất đai là kẻ thù, khi chinh phục được sẽ càng lần tới. Họ đối xử với đất đai và trời như những hàng hóa tước đoạt được rồi lại bán đi. Người da trắng không có nơi yên tĩnh, không quan tâm đến bầu không khí họ đang hít thở. Ngược lại, đối với người da đỏ, đất đai là mẹ nên họ vô cùng trân quý. Họ biết trân trọng không khí, đối xử với muôn loài như người anh em. Với nghệ thuật đối lập, tác giả đã thể hiện thái độ bảo vệ đất đai và bảo vệ môi trường tự nhiên. Chúng ta sẽ đến với luận điểm số 3, cũng là luận điểm cuối cùng. Người da đỏ đưa ra kiến nghị để bảo vệ đất đai và thiên nhiên. Người da trắng phải đối xử với muông thú như những người anh em, phải dạy con cháu biết quý trọng đất đai. Sử dụng những từ ngữ dứt khoát, đanh thép, hào hùng để khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ đất đai và thiên nhiên. Câu hỏi số 2. Văn bản chủ yếu hướng đến luận đề nào dưới đây? Lý giải dựa vào hệ thống luận điểm, lý lẽ, bằng chứng của văn bản. A. Hồi đáp lời đề nghị mua đất của Tổng thống Mỹ. B. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Các em có thể tham khảo câu trả lời sau đây. Văn bản chủ yếu hướng đến luận đề B. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Bắt đầu từ mong muốn mua lại vùng đất của người da đỏ của Tổng thống Mỹ Franklin. Sau đó, thủ lĩnh người da đỏ Seattle đã viết bức thư trả lời yêu cầu này và nhấn mạnh mối quan hệ của con người và thiên nhiên. Con người phải bảo vệ đất đai, bảo vệ thiên nhiên, chính là bảo vệ mạng sống của mình. Nhấn mạnh tất cả chúng ta phải có ý thức bảo vệ thiên nhiên, đặc biệt là người da trắng. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 3. Em hãy xác định câu văn, thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn trích sau. Các em có thể theo dõi đoạn trích như trên đây. Hướng dẫn trả lời. Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết đó là: Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tiếp theo, ý kiến đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn trích đó là: Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhà khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống. Câu hỏi số 4. Em hiểu như thế nào về ý kiến, đất là mẹ, điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của đất? Tìm một số ví dụ từ thực tế để chứng minh cho cách hiểu của em. Các em có thể tham khảo câu trả lời dưới đây. Ý kiến đất là mẹ, điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của đất của thủ lĩnh Seattle có thể được hiểu như sau. Con người sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này, những tài nguyên có được cũng là từ đất, nhờ có đất mà cây cối, muôn loài sinh sống và cung cấp thực phẩm cho con người. Nếu không có đất thì không còn nơi trú ngụ cho muôn loài, không còn nơi để trồng trọt chăn nuôi, đồng nghĩa với việc con người cũng sẽ không tồn tại. Trong bức thư, thủ lĩnh Seattle đã nói việc bán đất cho người da trắng rồi họ sẽ lấy hết tài nguyên, bỏ lại đằng sau là những hoang mạc. Như vậy thì những đứa con của đất sẽ ra sao? Vì vậy, mỗi con người cần phải sống chan hòa với thiên nhiên, bảo vệ tấc đất, tấc vàng chính là bảo vệ mạng sống của chính con người. Những ví dụ từ thực tế.
đó là đất là tài nguyên vô giá, sản sinh và nuôi dưỡng con người, động thực vật. Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày không còn một chút đất nào trên toàn thế giới thì tất thảy sự vật sẽ bị chết dần, chết mòn, không còn gì để tồn tại. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 5. Đoạn văn nào trong bức thư để lại cho em ấn tượng mạnh nhất? Chia sẻ ấn tượng của em với các bạn trong lớp. Với câu hỏi này, các em hoàn toàn có thể trả lời theo những ấn tượng riêng của mình và có thể tham khảo câu trả lời dưới đây. Đoạn văn trong bức thư để lại cho em ấn tượng mạnh nhất là: đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó ký ức của người da đỏ. Đoạn văn gây ấn tượng với em bởi đoạn văn này nói đến sự thiêng liêng của đất với muôn loài. Đoạn văn còn miêu tả về thiên nhiên nơi người da đỏ đang sinh sống thật đẹp đẽ, với lá thông óng ánh, bờ cát, hạt sương long lanh, bãi đất hoang, tiếng thì thầm của côn trùng. Tất cả cho thấy thiên nhiên trên mảnh đất của người da đỏ sinh sống vô cùng phong phú và tươi đẹp. Đoạn văn đã thể hiện một tấm lòng yêu quê hương, đất nước, yêu từng tấc đất, hạt sương trên mảnh đất quê hương của mình, của tác giả nói riêng và người da đỏ nói chung. Người da đỏ yêu đất như yêu cuộc sống tươi đẹp của họ, biết ơn đất mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi cuối cùng. Theo em, con người cần ứng xử thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài? Trình bày ý kiến của em về vấn đề này bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ. Các em có thể tham khảo dàn ý dưới đây để hoàn thành đoạn văn của riêng mình. Mở đoạn, các em có thể sử dụng các phương pháp so sánh, câu hỏi hoặc nêu trực tiếp vào vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây là cách ứng xử của con người với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài. Thân đoạn, trước hết chúng ta sẽ nêu hiện trạng. Chúng ta sẽ nêu hiện trạng tích cực trước, có thể như là những hành động trồng cây xanh ven đường, trồng cây xanh sạch đẹp được tổ chức cộng đồng, đặc biệt là được các bạn học sinh tham gia rất nhiệt tình. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm được lập ra để đảm bảo sự an toàn cũng như ngăn chặn các hành vi săn bắn, buôn bán trái phép của bọn người buôn lậu. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ phải nêu những cái hiện trạng tiêu cực. Có thể đó là những cái hiện tượng lâm tặc đốn cây rừng, buôn bán gỗ trái phép, ngang nhiên tàn hại các loài thú quý hiếm. Và chúng ta sẽ phải chứng minh bằng những cái ví dụ, bằng chứng cụ thể như là những cái sự việc săn bắn hổ, báo hay là những cái vụ cháy rừng rất là lớn gần đây như là cháy rừng ở Amazon hay là vụ cháy rừng ở Úc. Tiếp đó chúng ta sẽ nêu tới hậu quả của những cái cách ứng xử tiêu cực. Từ đó có thể khiến cho thiên nhiên của chúng ta bị tàn phá và thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và nguyên nhân cho việc đó có thể là từ khách quan, với cái bận rộn của cuộc sống hiện nay khiến cho con người ta không có cái thời gian quan tâm đến cái cách mà bảo vệ cái tài nguyên thiên nhiên bây giờ. Ngoài ra thì đó còn là những cái nguyên nhân chủ quan do chính cái ý thức của bản thân chúng ta chưa ý thức được cái trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Từ đó chúng ta sẽ nêu ra những cái biện pháp và cái cách mà con người ứng xử với tài nguyên thiên nhiên và muôn loài. Một số những ví dụ sau đây: hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc không săn bắt động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, không khai thác, đánh bắt cá và thủy sản bằng sung điện vì sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, không nên bẻ cành, đất phá cây xanh, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng. Cần có những biện pháp xử lý ngay tình trạng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu đô thị lớn, khu công nghiệp tập trung, những nơi xả nước xả nhiều. Để khắc phục được tình trạng ô nhiễm nguồn nước, góp phần lấy lại được sự trong sạch trong môi trường sống. Kết đoạn, chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề nghị luận và liên hệ bản thân. Khi là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta sẽ cần phải có cái ý thức bảo vệ thiên nhiên, quan tâm tới môi trường và góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Trên đây chính là phần gợi ý cho các câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu văn bản Bức thư của thủ lĩnh, Da đỏ của Seattle. Hy vọng rằng phần soạn văn này có thể giúp ích cho chúng mình. Đừng quên hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên để xem được nhiều video bổ ích hơn nhé!